Mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Vũ Vlog của mình ha. Thì hôm nay là một ngày cuối tuần, mình có một cái chủ đề muốn chia sẻ đến các bạn về cái làm những cái video content như thế nào trên YouTube để cho nó nhanh gọn lẹ nhưng mà vẫn đúng chuẩn YouTube ha. Thì có rất là nhiều bạn nói với Quang là làm video rồi phải bỏ vào phần mềm rồi chỉnh sửa này nọ rất là lâu, một ngày không thể nào mà làm được từ 2 đến 3 video, thậm chí 5 video, làm họ cảm giác là chán nản. Nhiều khi làm 2-3 ngày mới làm một video. Có nghĩa là trong quá trình các bạn làm tạo ra một cái video ok hoàn chỉnh á, thì nó mất quá nhiều thời gian. Thì hôm nay Quang sẽ chia sẻ đến các bạn một chút xíu về những cái cách nào đó để mình làm tạo ra những cái video một cách nhanh gọn lẹ, và mỗi ngày mình có thể làm được từ 2-3 thậm chí là 5 video cũng được. Nó rất là nhanh, không có tốn quá nhiều thời gian. Cái cách thứ nhất là mình có thể live stream các bạn. Cái cách live stream nó rất là hay, giống như thầy, nếu các bạn biết thì kỹ sư Dương Trung Hiếu là một người thầy nói chia sẻ về YouTube rất là hay. Các bạn có thể tham khảo những cái kênh của thầy Hiếu như là Hiếu YouTube và Hiếu MMO. Thì khi mà live stream á, live stream xong á, thì cái video của bạn nó sẽ đã nằm sẵn trên YouTube rồi. Thì mình không phải mất công mình bỏ vào cái phần mềm. Có nghĩa là bình thường mình quay đúng không? Bình thường mình quay video thì mình sẽ xong cái video đó, mình sẽ bỏ vào phần mềm để mình chỉnh sửa thêm intro, outro gì đó. Xong rồi mình xuất cái video đó ra. Khi mà xuất cái video đó ra xong rồi, mình lấy cái video đó mình đăng lên YouTube. Có nghĩa là nó mất hai cái khoảng thời gian. Còn khi các bạn livestream á, livestream xong thì video của mình khi mà livestream xong á, nó vẫn nằm trên YouTube và mình vào YouTube mình chỉnh sửa cái video đó và mình công khai nó ra. Có nghĩa là video mình livestream xong á, nó vừa tạo được cái sự uy tín nè. Mà cái thứ hai có nghĩa là nó đã nằm sẵn trên YouTube rồi, thì mình không phải mất thời gian mình up cái video đó lên YouTube nữa. Thì nó đỡ tốn thời gian cho mình rất là nhiều. Và cái thứ hai, khi mà mình livestream á, thì mình sẽ được tạo được uy tín rất là lớn đối với YouTube. Có nghĩa là mình làm cái việc livestream thường xuyên mỗi ngày á, nó tạo uy tín rất là lớn. Tại vì khi mình livestream, mình quay được những cái cảnh vật xung quanh cuộc sống hàng ngày của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình quay được cái mặt của mình khi mình nói chuyện á, thì YouTube đánh giá mình là một cái người dùng thật, chứ không phải là mình quay hoặc là mình tạo cái video từ ở đâu đó mình lấy về. Nó rất là hay ở chỗ đó. Và cái thêm một cái nữa, đó là nếu trường hợp các bạn không muốn livestream hay là bận hay một cái vì một cái lý do nào đó, thì các bạn cũng có thể mình quay clip giống như Quang đang quay như thế này ha. Quay clip và mình không phải làm intro outro gì hết các bạn. Tại Quang thấy có rất là nhiều cái kênh làm vlog cuộc sống, họ không cần intro outro gì hết. Khi họ quay video xong đúng không, và họ up thẳng lên YouTube luôn, không cần outro intro gì hết á, thì mình sẽ tiết kiệm được một cái khoảng thời gian mình xuất video ra. Từ khi mình bỏ vào phần mềm á, mình sẽ cắt được cái khoảng đó. Có nghĩa là khi mình quay, nhắc lại là khi mình quay video ok xong mình up lên, thì sẽ có nhiều bạn nói với Quang rằng lỡ cái video của mình quay nó không hoàn chỉnh sao? Có nghĩa là không hoàn chỉnh, có nghĩa là nhiều khi sẽ có những cái cảnh mình cần phải cắt đi. Thì Quang cũng chia sẻ đến các bạn một cái cách như thế này. Khi mà mình quay đúng không, quay mình nói chuyện, thì trong quá trình nói chuyện chắc chắn sẽ có những cái khúc vấp hay gì đó. Thì đến cái khoảng là mình cảm thấy mình vấp hay là mình bận đi uống nước gì đó, mình bấm cái nút pause đó các bạn, cái nút hai gạch đó, mình pause lại. Có nghĩa là mình tạm dừng trong khoảng thời gian đó, mình đi làm cái chuyện khác, giờ chút xíu mình quay lại. Khi mình quay lại mình bấm, mình quay tiếp, bấm cái nút, khi mình bấm nút bao á, nó sẽ hiện ra cái dấu chấm đỏ ở chỗ máy quay, máy camera của mình á. Thì mình muốn quay tiếp, mình bấm cái nữa nó sẽ quay tiếp. Thì nó sẽ không có bị vướng cái cảnh đó, vướng những cái cảnh mà thường các bạn không để ý á. Thì khi mình quay mà mình thường mình bấm stop luôn á, stop luôn thì nó sẽ cắt cái video đó luôn. Có nghĩa là nó đã ra một cái video. Còn khi mình muốn tạm thời mình muốn cắt á, thì mình bấm nút pause, xong rồi mình đi uống nước hay là mình cảm thấy mệt rồi đi nghỉ chút xíu, mình quay lại mình bấm nút
pause trở lại, có nghĩa là quay tiếp á, thì khi cái một video của mình nó sẽ hoàn chỉnh luôn, nó sẽ không có những gọi là không phải ghép nhiều cái video lại với nhau, thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Và thêm một cái cuối cùng Quang muốn chia sẻ trong cái video này, đó là mình nên làm nội dung như thế nào. Làm content á, có nghĩa là mình phải tạo ra cái nội dung gì để có thể là làm mỗi ngày các bạn. Nó sẽ cũng có rất là nhiều kiểu. Các bạn có thể quay cái cảnh nấu ăn hàng ngày, có nghĩa là mỗi ngày mình đều ăn cơm đúng không các bạn. Thì mình sẽ quay cái cảnh làm bữa cơm trưa, bữa cơm tối, quay cái cảnh làm như thế nào, cách chiên thịt, cách nấu ăn, rồi mình dọn ra mâm như thế nào, rồi mình ăn với gia đình như thế nào, mình quay lại hết. Quay lại xong mình up lên, không cần phải intro, outro gì đâu các bạn. Khi mình up thẳng lên như vậy là được một video rồi. Có nghĩa là ba buổi ăn. Giống như thầy Hiếu đã có những cái chia sẻ trong những cái lần trước á, thì mình ăn uống gì đó mình cứ quay lại, hoặc là mình đi đường, hoặc là mình ở đi đường mình thấy những cái cảnh đẹp gì đó mình cứ quay lại. Quay lại và về nhà mình up lên. Và nếu các bạn không có tiện thời gian mình về nhà thì ở những có những chỗ wifi hay là có 3G đó, mình quay xong rồi up hẳn lên luôn. Nó rất là tiện và nhanh. Và Quang nghĩ chỉ có cái vấn đề như chỉ có những cái video, cái nội dung về vlog cuộc sống nó mới có thể làm một cách gọi là nhanh gọn lẹ như vậy được. Còn có những cái nội dung khác như là mình có thể là chơi game và mình quay màn hình lại, nhưng mà có một số bạn chơi game cũng bị dính bản quyền các bạn. Tại vì có một số game nó có bản quyền nó rất là nặng. Nên khi các bạn muốn nghiên cứu về làm cái video nội dung về chơi game mình quay màn hình lại á, thì mình cũng phải nghiên cứu và tìm hiểu như thế nào đó để mình biết rằng cái game mình đang chơi có thực sự là có dính bản quyền hay không, rồi mình hãy làm. Tại vì có rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao tôi chơi game, tôi quay màn hình của chính tôi chơi game lại, tôi đăng lên mà tôi cũng bị bản quyền, bị gãy cộng đồng này nọ là sao? Thì do là các bạn đã chơi dính vào những cái game nó có bản quyền nặng, thì chắc chắn là sớm muộn nó cũng sẽ phải bị những cái chuyện đó. Còn quay những cái vấn đề như vlog cuộc sống, quay cái mặt mình nói chuyện nè, giống như Quang đang nói những cái vấn đề về cuộc sống thôi, đâu có vấn đề gì phải khó khăn hay là bản quyền gì đâu. Và thêm cái nữa là nếu các bạn thực sự nếu cảm thấy là bí bản quyền, là bí đề tài, không biết là mình sẽ phải nói cái gì, thì hàng ngày các bạn có thể lên cái kênh của thầy Hiếu ha, Hiếu YouTube và Hiếu MMO, để mình xem. Có nghĩa là mỗi ngày thầy đều sẽ có những cái video livestream nói về những cái chủ đề khác nhau về làm YouTube hay là MMO kiếm tiền trên mạng gì đó. Và các bạn cảm thấy mình bí đề tài, về mình lên những cái kênh của thầy và mình xem. Và đó cũng là một cái gợi ý, một cái đề tài để mình có thể làm theo cái ý tưởng của thầy. Nếu mình cảm thấy không biết làm gì hết thì mình có thể làm theo, triển khai theo cái ý tưởng, cái nội dung đề tài mà thầy nói. Ví dụ hôm nay thầy nói là làm YouTube như thế nào để dễ, đơn giản, nhanh, gọn lẹ gì đó, thì Quang xem đúng không? Quang xem xong rồi Quang cũng nhảy vô, Quang làm cái video y chang nói về cái đề tài như vậy, nhưng mà nói theo cách của mình, theo cách hiểu, cái quan điểm và cách nghĩ của mình. Thì chắc chắn cái cách nói chuyện của Quang sẽ khác với thầy Hiếu. Đó là cái phong cách riêng của mỗi người. Đó là Quang nghĩ đó cũng là một cái cách để mình tìm đề tài và tìm chủ đề mỗi ngày để mình nói chuyện. Thì chắc chắn sẽ không bao giờ bị bí đề tài đâu các bạn. Thì chắc chắn nếu các bạn mình làm, mình phải thực sự đều đặn và kỷ luật mỗi ngày. Cho dù là ngày đó mệt mỏi hay là như thế nào thì mình cũng phải ra video 1, 2, 3 video gì đó, 5 video gì đó, tùy theo cái khả năng của mình. Còn cái chuyện có ăn đề xuất và như thế nào đó hay không thì cần phải đợi cái thời gian YouTube nó đánh giá cái kênh mình chất lượng và những cái thông điệp của mình truyền tải đến người xem, người nghe như thế nào, có thực sự hữu ích hay không, thì đó là do YouTube nó đánh giá. Còn bản thân mình thì mình phải cố gắng làm đều đặn mỗi ngày 1, 2, 3 đến 5 cái video gì đó, nói bất cứ cái vấn đề gì đó mà mình biết. Mình cảm thấy mình cái ngày đó mình mệt mỏi hay đó, mình cảm thấy mình không nói chuyện được, thì mình có thể quay cái cảnh cuộc sống hàng ngày của mình, ăn uống rồi đi chơi đi đâu đó. Chắc chắn những ngày cuối tuần như thứ bảy chủ nhật thì chắc chắn sẽ có là nhiều cái cơ hội để mình có thể đi đây đi đó, đi gặp gỡ thăm thú ở cái cảnh này cảnh kia, rồi đi gặp gỡ bạn bè, ăn tiệc, ăn nhậu gì đó, mình cũng có thể quay lại. Giống chút xíu ở đây Quang sẽ có một cái chuyến đi vô nhà của thằng em của Quang á, sẽ
gặp nó giống như thăm nó, tại nó cũng mới đi công việc, đi bên nghĩa vụ về, lâu lâu về thăm nhà thì Quang cũng cho chồng chơi. Và nếu thực sự thích hợp thì Quang cũng quay video qua lại để Quang nói chuyện, cái cảnh mà Quang nói chuyện với nó để lại là như vậy. Đó là cũng là một cái cách, một cái nội dung để mình làm video. Và Quang xin trước khi kết thúc video thì Quang sẽ tổng hợp lại một cách nhanh và ngắn gọn, có nghĩa là khi mình làm video, nếu mình muốn tạo ra nhiều video mỗi ngày mà mình không cần phải sợ cái chuyện là mình xuất cái video lâu hay là mất thời gian gì đó, thì cái nhất là mình có thể livestream. Khi mình livestream xong thì video nó đã nằm, của mình đã nằm sẵn trên YouTube rồi, thì mình đã vừa livestream mà vừa tạo được xong một cái video, mình không phải mất thời gian mình xuất, mình làm thao tác trong trên phần mềm ở dưới máy tính rồi mới up lên, nó rất là mất thời gian. Cái thứ hai là nếu các bạn không cần phải sợ, có nghĩa là phải bỏ vô phần mềm làm nó mất thời gian lâu, thì mình khi mình quay xong á, mình sẽ up thẳng trên YouTube luôn cái nội dung mình vừa nói chuyện. Đó là những cái cách để mình có thể tạo ra được những cái video nhanh, gọn lẹ, chất lượng, và mình up thẳng trên YouTube nó nhanh, không phải chờ đợi quá lâu. Làm nhiều khi mà làm bỏ vô phần mềm làm cảm thấy lâu quá, xuất lâu quá, máy tính cấu hình yếu rồi xuất chờ đợi nó lâu, thì một ngày nhiều khi mình làm không được một cái video nữa, hoặc là làm chậm quá nên cảm thấy nản. Thì hy vọng qua cái video này Quang sẽ đã chia sẻ được cho các bạn một chút xíu cái gợi ý nhỏ để mình có thể làm cái nội dung video content như thế nào nhanh gọn lẹ nhưng mà vẫn chất lượng. Rồi Quang sẽ kết thúc video tại đây. Anh nếu cảm thấy hữu ích, các bạn hãy giúp cho Quang một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần Quang để chia sẻ tiếp trong khoảng thời gian tới ha. Rồi Quang sẽ chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nha. Bye bye.